Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ tiến hành là sửa cái con loa này. Video trước thì em cũng đã nhận hàng của khách và cũng đã báo rồi anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ tiến hành em tháo ra kiểm tra này. Con này hiện tại thì sạc hiện tại nguồn nó chưa nó không có lên được anh em nhé. Đấy, đã sạc rất là lâu rồi. Đó, nhưng mà hiện tại nguồn nó vẫn chưa lên được. Con này thì khách hàng đã tháo ra rồi anh em ạ. Con này thì hiện tượng của nó xin chào toàn thể anh em nhé. Đấy thì sau một lúc em đã tháo ra được cái con mạch của con Q92 như thế này. Đấy, các bác và anh em có thể thấy này, em sẽ lắp vào nha anh em nhé. Đấy. Thì về cái con loa này này, nó sẽ có một cái lỗi của nó là thứ nhất. Nếu anh em cắm pin vào. Đấy, anh em cắm pin vào nhé. Anh em bật lên này, loa sẽ chạy bình thường. Đó. Nhưng nếu trường hợp anh em tháo nguồn pin dưới ra và anh em cắm sạc vào, đèn báo xanh anh em nhé, đèn nó sẽ báo xanh này và anh em bật này, màn hình sẽ không lên anh em nhé. Từ đó là chứng tỏ là chúng ta có thể thấy là trong quá trình mà khi mà em kiểm tra đo bằng máy, thứ nhất là cái nguồn điện nó từ đây lên đến cái chỗ phần này của nó, đến phần công tắc này là nó vẫn có điện nếu anh em sử dụng pin điện bằng nguồn pin. Nhưng nếu ví dụ anh em sử dụng bằng cái nguồn DC anh em cắm trực tiếp thì đến cái phần này của nó này, đến cái phần này của nó là nó đã không có pin, không có điện để ra công tắc rồi. Đó. Đấy. Anh em có thể thấy nhé. Và trong cái quá trình em đo ấy, đây sẽ đo luôn cho anh em này. Thì cái con điện trở 2002 này của nó nhé anh em nhé. Con điện trở của 2002 của nó này. Thứ nhất là nó sẽ không ra anh em nhé, nó sẽ không ra cái chỉ số 2002. Em sẽ để cái màn hình cho anh em. Nó sẽ không ra cái chỉ số 2002. Đó. Và nó lên tận 2009 cho anh em nhé. Và cái điều nhận biết này là thứ nhất là cái màu sắc của cái con điện trở này này. Con này là nó đã bị già rồi anh em nhé. Nó bị già rồi. Đấy, do là cái trường hợp anh em để ý này. Là cái bên nhà sản xuất ấy, người ta làm này. Là cái con điện trở nó đã bị chạm vào cái phần cực dương. Gây ra cái tình trạng nó bị xám hết cái phần màu này anh em nhé. Xám hết phần màu này. Sợi IC nguồn, sợi IC công suất. Rất là mát anh em nhé. Không có hiện tượng nóng. Con này loa vẫn hoạt động bình thường. Đấy, thì bây giờ em sẽ tiến hành em tháo cái con này ra. Và thay bằng một con điện trở mới đấy anh em nhé. Đây là cái con điện trở mới này, anh em nhìn màu sắc nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Em quay gần này, do em quay ban đêm nó sẽ không có cái hình ảnh nó không được sáng đúng không ạ? Anh em nhìn nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ tiến hành em bỏ con điện trở này và em cấy con điện trở khác anh em nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Các bác và anh em chỉ cần đo đạc thật là kỹ. Sau đó anh em có thể là tự xử lý được.
em sẽ sử dụng luôn trực tiếp cái này, sử dụng trực tiếp cái này của nó nhé, để gỡ cái con điện trở này ra. Sau đó em sẽ cấy một con điện trở khác. Sau đó anh em dùng mỏ hàn, anh em dí vào phần đầu, anh em dí vào cái phần mỏ hàn này. Đó. Anh em rút như này nó sẽ không bị bong mạch nha anh em nhé, bởi vì mạch loa điều khiển ấy, nó rất là bé. Đấy. Mạch loa điều khiển rất là bé anh em nhé. Rồi ok anh em, các bác và anh em vừa thấy này, anh em rút ra đúng không ạ, không còn một tí thiếc vào luôn đúng không ạ. Đó, và sau đó em sẽ tiến hành em thay nhé anh em nhé. Em sẽ thay vào một con điện trở mới này. Sau đó anh em kê lên và anh em dùng thiếc nhé, anh em chấm nhiều nhiều lượng nhựa thông vào. Đó. Sau đó anh em dùng thiếc này. Anh em có thể thấy này, em hàn nhá, mạch rất là tròn và đều đúng không ạ, nó sẽ không có cái hiện tượng mà anh em mà nếu mà anh em mà đưa cho những cái thợ mà người ta mới làm ấy, thì cái mạch thứ nhất là người ta hàn nó sẽ không bị không ngấu được, đó là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là nó sẽ không để đều và hiện tượng nổ mạch là có xảy ra anh em nhé, các bác và anh em lưu ý giúp em đó. Và bây giờ tiến hành em vệ sinh này. Đấy. Để mà gửi hàng cho anh em ấy, khi mà sửa chữa ấy, xong quá trình sửa chữa ấy, là bên em sẽ vệ sinh rất là sạch sẽ anh em nhé, vệ sinh rất là sạch sẽ. Đấy. Em sử dụng bằng xăng thơm anh em nhé, vệ sinh rất là sạch sẽ anh em nhé. Cái chỗ phần linh kiện này anh em chỉ cần trải qua thôi, anh em dùng bản trải mềm và sau đó anh em đánh qua, anh em đừng cọ sát mạnh vào một chỗ anh em nhé. Đấy, bởi vì là cái xăng này nó là cái chất tẩy rửa, nó sẽ tẩy hết tất cả cái phần bám bụi đi. Đó. Đấy, ok chưa ạ? Thứ nhất là em hàn, cái phần con điện trở nó sẽ không chạm vào cái phần cực dương của cái phần nguồn anh em nhé. Đấy là cái thứ nhất này. Và cái thứ hai nữa là em hàn với cái mạch của nó này, anh em có thể thấy nhé. Hàn rất là nét luôn đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ tiến hành em cắm cái nguồn này. Cắm nguồn lên. Lắp phần công tắc vào nha anh em nhé. Đó. Lắp phần công tắc vào này. Nếu mà bật lên nguồn là chứng tỏ là điện đã lên. Anh em có thể thấy nhé, điện đã lên rồi anh em nhé. Đấy, và bây giờ sẽ tiến hành là đo cái phần đầu ra của cái phần sạc pin này, phần pin này anh em nhé. Đo này. Tôi sẽ để như này cho anh em dễ nhìn này. Sẽ đo này. Nếu mà điện ra được 9V. Đấy, 9V. Thì là như vậy là em đã hoàn toàn khai thông cái con loa này rồi. Đấy, cũng đã cứu được cái con loa này rồi anh em nhé. Bởi vì là cái nguồn điện ấy nó sẽ phải ra 9V. Sạc 9V thì nguồn điện phải ra 9V anh em nhé. Nhưng lúc nãy em đo ấy, khi mà cắm sạc này thì cái con điện trở này nó đã làm hỏng. Đấy, thì điện nó sẽ không ra được 9V anh em nhé. Bởi vì sạc zin 9V thì cái nguồn nó ra nó phải là 9V anh em nhé. Đấy, và bây giờ hiện tại thì cắm vào là không cần nguồn. Đấy, không cần nguồn là đèn đã sáng rồi anh em nhé. Đây, nguồn đã bỏ ra rồi, nguồn pin bỏ ra rồi. Cắm vào là đèn đã sáng rồi.
Đấy. Thì cũng một video chia sẻ đến các bác và anh em về cái kinh nghiệm sửa chữa loa điều khiển. Đấy, bây giờ thì vệ sinh sạch sẽ cho anh em và sau đó là đóng pin vào anh em nhé. Đấy, đóng vào. Đó. Và trong cái quá trình trước khi gửi là em sẽ kiểm tra. Em sẽ kiểm tra lại cái con loa này xem là cái nguồn pin của nó anh em nhé. Nguồn pin của nó có đủ không? Đấy, trước khi mà anh em đóng vào nguồn pin anh em phải kiểm tra xem là nó có đủ không anh em nhé. Đó, nếu mà anh em mà kiểm tra nguồn pin mà không đủ ấy, thì là anh em phải tiến hành thay vào pin khác. Nguồn pin của nó không đủ 7V, không đủ 7,4V anh em phải thay nhanh nhé. Đấy, còn con này là hiện tại là nó đã rơi vào là 7,7V này. Đấy, 7,7V anh em nhé. Là hiện tại con pin này nó cũng sắp hết pin rồi. Vâng anh em nhé, sau 3-4 tiếng đồng hồ đấy, sạc pin đấy, thì hiện tại con loa này nó đã báo đèn xanh rồi anh em nhé. Các bác và anh em mới thấy này, khi báo đèn xanh này là nó đã đầy rồi anh em nhé. Đấy, con loa này là bên cơ sở em đã chữa thành công cho anh em, cho một bác khách nhé. Đấy, thì cũng rất là mong các bác và anh em có thể ủng hộ kênh, đăng ký kênh đấy, để một số những cái video sau em sửa chữa cũng sẽ chia sẻ cho các bác và anh em cách để các bác và anh em nắm bắt bệnh anh em nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi hết video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.